Có những cái ưu điểm gì hay là có những cái khó khăn và vướng mắc gì mà hiện nay mà các cơ sở trong cái quá trình chúng ta đi thì thấy là có những vấn đề gì vướng mắc hiện nay mà nổi nổi trội lên mà quý thị cô Lam và cô Hiền cũng như là thầy Phong ở vai trò là quản lý nhà nước thì chúng ta thấy là những cái vấn đề đó mà các cơ sở giáo dục cần phải lưu ý hơn ạ. Dạ. Cô Hiền có nghe được không ạ? Alo, Quyền ơi, có nghe thấy chị nói không? Dạ nghe, dạ nghe. Dạ nghe, chị Hiền có nghe được không chị nghe? Bây giờ nghe được rồi. Dạ rồi. Chị Hiền có thể chia sẻ thêm về những cái thành tựu hoặc là những cái khó khăn vướng mắc ở trong cái quá trình triển khai những cái chính sách quy định cho cái hệ thống về bảo đảm chất lượng bên trong và cái hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam mình mà trong cái quá trình mà với vai trò là giám đốc của trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia Hà Nội Vâng. mà chị đã quan sát và nhận thấy được không ạ? Vâng ạ, kính thưa tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kính thưa các quý thầy cô và các anh chị học viên tham dự đợt tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì từ phía chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Huyền trong cái các vấn đề về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam, xét về mặt chủ trương, chính sách và quy định, thì từ phía tổ chức kiểm định chất lượng thì chúng tôi sau quá trình 10 năm triển khai các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam thì chúng tôi thấy là với hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài thì qua quan sát của chúng tôi thì có 9 vấn đề lớn cho cái hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài mà chúng tôi có thể là nêu ra ở đây để tất cả các quý vị và các anh chị học viên có thể nắm được và cũng sẽ chia sẻ. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái vấn đề quan tâm, chia sẻ của các học viên tham dự qua cái Padlet mà chúng tôi nhận được. Thì 9 cái vấn đề lớn mà chúng tôi có thể tóm lược ở đây thì thứ nhất là một vấn đề đầu tiên, đó là liên quan đến hệ thống văn bản pháp quy về kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn, quy trình và các hướng dẫn thực hiện. Thì sở dĩ tại sao mà chúng tôi đặt cái vấn đề này ra đầu tiên là vì nó có một số những cái thay đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống mà lúc nãy cô Huyền cũng có chia sẻ với các thầy cô. Thì đối với các tổ chức kiểm định chất lượng thì lúc nãy cô Huyền cũng đã chia sẻ với các quý vị và liên quan đến hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam. Thì theo quy định của luật giáo dục thì chúng ta thấy rằng có ba cái loại hình tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam, đó là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do nhà nước thành lập, thứ hai là tổ chức kiểm định chất lượng do tổ chức cá nhân thành lập, và một loại hình tổ chức kiểm định nữa đó là tổ chức kiểm định chất lượng nước ngoài. Và với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và do nhà nước thành lập thì chúng ta đang thấy rằng là đối với hệ thống tổ chức kiểm định chất lượng công thì khi mà có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học được ban hành thì chúng ta đã thấy rằng có một số những cái vấn đề liên quan đến quy định về tính pháp lý của các tổ chức kiểm định chất lượng công lập khi vận hành theo mô hình như hiện tại với việc đáp ứng các yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật. Thì chúng ta cũng đã biết là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học thì có nêu ra một số điều khoản liên quan đến việc là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thì phải độc lập với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học về mặt tổ chức. Thế thì với những cái quy định như vậy thì chúng ta cần thấy rằng là trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì ngoài việc là ban hành được một hành lang pháp lý rất là quan trọng trong suốt gần 20 năm qua kể từ khi mà hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục bắt đầu được hình thành ở Việt Nam thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn có một số những cái vấn đề liên quan đến hệ thống văn bản pháp quy về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Trong phần liên quan đến hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài thì còn có một số những cái vấn đề nữa mà chúng ta còn thấy gặp một số những cái khó khăn, đó là cái vấn đề về các cơ quan đảm bảo chất lượng bên ngoài và các tổ chức kiểm định chất lượng. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học thì có nêu ra có điều 49 thì đã khẳng định là hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục ở Việt Nam thì bao gồm là hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong,
bên ngoài thông qua cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục. Và như vậy thì chúng ta, nếu như chúng ta chỉ nhìn nhận là kiểm định chất lượng giáo dục là một cơ chế đảm bảo chất lượng bên ngoài, thì hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài của chúng ta còn rất là nhiều những cái cơ chế đảm bảo chất lượng khác bên cạnh là kiểm định chất lượng giáo dục. Thì điều này cũng là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, để chúng ta sẽ có thể nhìn nhận chất lượng với rất là nhiều cái góc cạnh và những cái cơ chế đảm bảo chất lượng khác nhau. Tiếp theo nữa, một cái vấn đề mà đảm bảo chất lượng bên ngoài mà chúng ta còn thấy là chúng ta còn phải rất là nhiều vấn đề và cần phải quan tâm nữa liên quan đến các chủ trương và những cái chính sách, đó là một cái vấn đề về nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện kiểm định chất lượng. Thì chúng ta tách ra hai cái vấn đề về nguồn nhân lực, thì chúng ta có ba cái đối tượng nhân lực để triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng, đó là cái nhân lực của đảm bảo chất lượng bên trong tham gia vào cái quá trình đảm bảo và kiểm định chất lượng, nhân lực làm việc tại chính các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, và một cái nguồn nhân lực nữa mà nó lại nằm ở hai cái cơ chế quản lý, đó là cộng tác với các tổ chức kiểm định, và một cái nguồn nhân lực đó lại làm việc chính tại các cơ sở giáo dục đại học. Và với ba cái nguồn nhân lực như vậy thì chúng ta cần phải thúc đẩy cho cả ba phát triển, thì hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng của chúng ta mới có được những cái định hướng bền vững. Và lát nữa thì chắc là cô Quỳnh Lam sẽ có thể bổ sung thêm và chia sẻ với chúng ta những cái khó khăn và những cái thách thức của chính bản thân chúng tôi với cái ba cái nguồn nhân lực chính. Một là làm việc trực tiếp tại các tổ chức kiểm định, hai nữa là làm cộng tác với các tổ chức kiểm định nhưng lại làm việc tại các cơ quan và các đơn vị khác nhau, và còn một cái nguồn nhân lực nữa là hiện không phải đang làm việc tại các tổ chức kiểm định mà lại là những cán bộ mà đã nghỉ hưu và không làm việc trong một tổ chức cụ thể nào. Thì đấy cũng là những cái vấn đề mà chúng tôi gặp rất là nhiều những cái khó khăn, thách thức và để phát triển bền vững cho hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài. Tôi còn muốn bổ sung thêm nữa một cái nguồn nữa, lực nữa, đó là nguồn tài chính. Về đảm bảo và kiểm định chất lượng thì tôi sẽ tập trung chính vào cái vấn đề về tài chính. Thì các thầy cô cũng biết rằng là các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thì hiện tại phải chịu trách nhiệm bởi rất là nhiều các vấn đề về văn bản quy phạm pháp luật. Nếu các tổ chức kiểm định công thì như cô Huyền cũng có chia sẻ rất là nhanh liên quan đến rất là nhiều các vấn đề về luật viên chức, luật đầu tư công, rồi luật cơ sở vật chất, rồi vân vân, rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến pháp luật mà các tổ chức kiểm định công phải tuân thủ. Và bên cạnh đó thì các tổ chức kiểm định tư thục thì cũng có những cái văn bản và những cái quy phạm pháp luật liên quan đến các luật như là luật là doanh nghiệp, rồi vân vân, rất là nhiều những cái hệ thống văn bản đó. Nhưng để có một cái sự thống nhất trong tất cả các vấn đề để triển khai thực hiện, để đảm bảo sự hài hòa hóa trong các hoạt động kiểm định liên quan đến vấn đề tài chính, thì đây là một cái mà trong hội trường này thì chúng ta cũng có thấy là có tận hơn 1.000 các cán bộ đến từ các cơ sở giáo dục đại học khác nhau, thì cũng sẽ lát nữa nếu như trong phần mà trao đổi thì các thầy cô cũng có thể trao đổi để chúng tôi cũng có những cái để chúng ta cần có một sự là cảm thông cũng như là nhìn nhận đúng và đầy đủ về việc là các tổ chức kiểm định chất lượng hiện nay phải thực hiện các vấn đề về dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục thông qua các hợp đồng tài chính. Thì đây là những cái vấn đề mà nó liên quan đến các nguồn lực tài chính, và trong của 7 phiên mà các thầy cô đã tham gia từ trước thì các thầy cô đã có rất là nhiều những cái trao đổi và những cái thực hành tốt quốc tế liên quan đến các vấn đề về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục bên cạnh cái việc là tự nguyện hoặc là có một quỹ, ngân quỹ về tài chính của các nước mà phát triển liên quan đến các vấn đề về kiểm định. Thì đấy cũng là một cái phần mà chúng tôi thấy rằng là hệ thống kiểm định chất lượng từ nhìn nhận từ phía chủ trương chính sách và thực thi thì nó đang có những cái vấn đề như vậy. Tiếp theo nữa, vấn đề thứ tư đó là liên quan vấn đề giám sát, đánh giá cái việc thực hiện. Chúng ta luôn luôn gặp phải những cái câu hỏi tại sao lại kiểm định chất lượng trong nước, tại sao lại kiểm định chất lượng quốc tế, tại sao lại tổ chức kiểm định này dùng bộ tiêu chuẩn như nhau, công cụ như nhau, quy trình như nhau và đội ngũ kiểm định viên là dùng chung trong cả nước, nhưng lại có những cái đánh giá chất lượng với những cái cách tiếp cận khác nhau và chưa phản ánh được đầy đủ chất lượng theo
yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thì đấy chính là những cái vấn đề mà chúng tôi còn thấy rằng là còn có nhiều những cái trao đổi nó sẽ liên quan trực tiếp đến các vấn đề về đánh giá, giám sát và có thể là có những cái cơ chế quản lý đối với các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Thì đấy là những cái mà chúng tôi còn thấy là trong cái đảm bảo các chủ trương chính sách về kiểm định còn có một số những cái vấn đề. Tiếp theo nữa, còn cái vấn đề thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là sự tham gia của các bên liên quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề mà chúng ta luôn nói rằng là làm kiểm định thì hoặc làm đảm bảo chất lượng thì cái vấn đề mà liên quan đến truyền thông vẫn là một trong số các vấn đề mà hiện tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng hiện tại là làm cái việc này để cả xã hội và nhà sử dụng lao động, thị trường giáo dục cùng tham gia vào trong các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng, cùng giám sát chất lượng và cùng đánh giá và nhìn nhận chất lượng theo đúng các mục tiêu của kiểm định chất lượng mà đã đặt ra. Thì chúng tôi đặt ra cái vấn đề là sự tham gia của các bên liên quan vào các hoạt động kiểm định chất lượng từ quốc hội, từ chính phủ, từ các hiệp hội, vân vân, rất là nhiều các vấn đề. Và chúng tôi cũng có thể là nếu còn thời gian nữa thì chúng tôi có thể chia sẻ thêm những cái vấn đề và sự tham gia của các hiệp hội, rồi các hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến các việc xây dựng các chuẩn, rồi đóng góp cho cái những cái chuẩn cơ sở giáo dục, chuẩn chương trình đào tạo, hoặc là tham gia cái việc là xây dựng cái khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như là triển khai thực hiện để cái việc kiểm định chất lượng giáo dục hoặc là đảm bảo chất lượng sẽ đạt được mục tiêu. Ngoài ra tôi sẽ nói nhanh đến các vấn đề thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9, đó là về vấn đề về cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và kết nối dữ liệu trong đảm bảo và kiểm định chất lượng là một cái vấn đề mà chắc chắn là chúng tôi thấy rằng là cả một cái khó khăn thách thức cho cả hệ thống đảm bảo chất lượng, cho cả cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức kiểm định chất lượng trong cái việc mà thực hiện các chủ trương chính sách về kiểm định. Tiếp theo nữa đó là cái việc hợp tác phát triển công nhận lẫn nhau trong đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Chúng ta luôn luôn nói với nhau rằng kiểm định chất lượng quốc tế hoặc là kiểm định chất lượng trong nước để chúng ta có thể trao đổi dịch chuyển sinh viên và công nhận tín chỉ lẫn nhau. Nhưng thực chất là cho đến thời điểm này những cái kỳ vọng của chúng tôi liên quan đến việc là các cơ sở giáo dục có cùng lĩnh vực, có cùng chuyên môn, cùng được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng trong nước đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn thì có thể tin tưởng lẫn nhau ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam để có thể trao đổi sinh viên rồi công nhận tín chỉ. Nhưng mà hiện tại bây giờ những cái vấn đề này nó chưa thực sự là đi được đến tận cùng. Hoặc là mạng lưới đảm bảo chất lượng UNQA cũng tương tự như vậy. Chúng tôi đã làm việc rất là nhiều và đã có rất là nhiều những cái trao đổi. Tuy nhiên thì cái sự công nhận chất lượng rồi xong rồi, nhưng mà cái việc mà hợp tác để công nhận lẫn nhau đối với dịch chuyển người học cũng như là trao đổi giảng viên vân vân thì chưa đạt được cái sự tin tưởng để có thể đáp ứng được đến những cái mục tiêu như vậy. Thì ngoài ra còn có những chia sẻ những thực hành tốt hoặc làm rất là nhiều các vấn đề khác nữa. Tiếp theo nữa, cái vấn đề thứ 8 và thứ 9 mà chúng tôi muốn nêu ra ở đây đó là các vấn đề về đối sánh trong nước, khu vực và quốc tế liên quan đến đảm bảo và kiểm định chất lượng. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là từ hôm trước đến giờ các diễn giả cũng như là các học viên, các thầy cô trao đổi với nhau rất là nhiều. Thì đối với đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài thì đây cũng vẫn là những cái vấn đề vô cùng khó khăn. Làm thế nào để đối sánh được các cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo, rút ra những cái thực hành tốt để định hướng cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo để có thể phát triển hơn nữa thì đấy cũng là những cái khó khăn đối với các tổ chức kiểm định. Còn một cái việc vấn đề cuối cùng là vấn đề thứ 9, đó là sử dụng các kết quả kiểm định chất lượng, các kết quả tự đánh giá để làm gì ạ? Soi chiếu nhưng mà đánh giá cái tác động để cải tiến chất lượng. Thì cho đến thời điểm hiện tại sau gần 20 năm thì chúng tôi vẫn còn thấy là tất cả cái việc mà sử dụng kết quả kiểm định đôi khi bị hiểu méo mó đi, đó là việc là dùng kết quả kiểm định để làm gì ạ? Xác định định mức kinh tế kỹ thuật để thu học phí, rồi là sử dụng kết quả kiểm định chất lượng để đạt được cái yêu cầu về tự chủ, rồi rồi là sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục để tăng cái uy tín và thương hiệu của cơ sở giáo dục. Thì tất cả những cái mục tiêu đó về kiểm định chất lượng giáo dục đều nằm trong mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục khi mà xác định. Thế tuy nhiên thì mỗi người thì lại hiểu theo nó mới một cách khác nhau. Và điều 52 quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học thì có ghi rất là rõ những cái việc là sử dụng kết quả kiểm định chất lượng này như thế nào,
hoặc là mục tiêu của kiểm định chất lượng như thế nào, thì cái việc sử dụng kết quả đôi khi của chúng ta bây giờ vẫn còn được các cơ sở giáo dục và các trường, thì mỗi đơn vị sẽ sử dụng với những cái mục đích khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là cần sẽ có thêm những cái chủ trương, những cái đường hướng hoặc những cái chính sách thêm nữa để cho ví dụ như nhà sử dụng lao động, thị trường giáo dục hoặc là xã hội, khi mà người ta nhìn thấy các kết quả kiểm định đấy thì được sử dụng đúng, đủ và đảm bảo được đầy đủ những cái nguyên tắc của kiểm định chất lượng. Thì đấy là chín cái vấn đề lớn với kiểm định chất lượng mà từ góc độ của người đi làm kiểm định chất lượng và quan sát trong quá trình 20 năm, và đặc biệt là từ năm 2015, 2005 khi mà bắt đầu có những cái khóa đầu tiên liên quan đến đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, các thầy các cô gạo cội đã tham gia và xây dựng cho đến thời điểm hiện tại. Thì chúng tôi xin có một cái chia sẻ như vậy để các thầy cô có thể nhìn thấy là những cái khó khăn, những cái thách thức và chín cái vấn đề lớn đối với các tổ chức kiểm định chất lượng và hệ thống cho đến thời điểm hiện tại. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền và cô Quỳnh Lam, và xin mời các thầy cô tiếp tục ạ. Dạ, trước trước khi cô Lam bắt đầu chia sẻ thì chắc là Huyền xin phép là sẽ trao đổi về một số cái vấn đề mà khó khăn vướng mắc mà bên trường, bên các cơ sở đề cập rất là nhiều trên đây, mà nó lại gắn với cái chủ đề nhiều của chúng ta là liên quan đến những cái quy định. Thì trên đây thì quý thầy cô và các cơ sở dục đại học nói rằng là mình rất là khó khăn trong việc tra cứu các văn bản, vì là mình không biết là cái nào hết hiệu lực, cái nào đã bị thay thế bởi các văn bản nào. Như vậy thì thực sự là bởi vì bản thân Huyền cũng có 10 năm kinh nghiệm là trưởng phòng pháp chế của trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì thực sự ra và có nhiều cái hoạt động liên quan đến cái mảng về pháp luật. Thì đơn giản nhất là bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta đang theo pháp quyền, và chúng ta cần, giống như mọi người đều nói rằng là bây giờ nhiều người không quan tâm không này kia, thì cái đầu tiên chúng ta phải xây dựng về văn hóa chất lượng. Nhưng văn hóa thì nó phải đi từ cái việc là bắt buộc trong các quy định trước đã cho người ta ở cái cấp thấp nhất, là mình quy định cho họ làm dần dần họ biết thành thành cái hành vi thành thói quen, và khi đó chúng ta sẽ có văn hóa chất lượng cho mỗi cái cá nhân ở trong tổ chức của chúng ta. Thì khi đó thì chúng ta sẽ cần phải xây dựng những cái văn bản nội bộ rất là chặt chẽ, tuân thủ theo những cái quy định pháp luật hiện hành. Và để biết, để mà cập nhật được á, sẽ cần một cái bộ phận như cái bộ phận pháp chế đó. Tại sao mà Bộ Giáo dục Đào tạo lại quy định các trường đều phải có bộ phận pháp chế? Đó chính là bộ phận sẽ hỗ trợ cho các đơn vị chuyên môn, các phòng, các trung tâm, và hỗ trợ cho ban giám hiệu và hội đồng trường trong việc là mình cập nhật các văn bản quy định pháp luật, mà cái nào thay đổi, cái nào điều chỉnh, cái nào bị hết hiệu lực. Và như là ở bên đây thì không biết là quý thầy cô có nhìn thấy cái màn hình share, không phải là không phải là chúng tôi chia quảng cáo cho thư viện pháp luật, nhưng mà ở đây là để cho chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta có thể thấy được một cái văn bản là có hiệu lực hay hết hiệu lực. Như vậy quý thầy cô, khi mà mỗi trường thì chúng ta cũng nên cần có một cái tài khoản như vậy, và khi mà quý thầy cô và chúng ta click vào một cái văn bản như này, chúng ta sẽ thấy có những cái thanh công cụ ở phía trên. Chị Hiền với chị La Lam có nhìn thấy không ạ? Em share màn hình nhìn thấy không? Có. Như vậy chúng ta sẽ nhìn vào cái lược đồ ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ngày ban hành, ngày hiệu lực ha, và tình trạng hết hiệu lực từ khi nào, văn bản nào là cái văn bản mà đã thay thế cho cái văn bản đó, hay là cái văn bản nào là cái căn cứ để ban hành, và văn bản này nó đã thay thế cho các văn bản nào trước đó. Tại đôi khi chúng ta sẽ xem lại đúng cái giai đoạn đó chúng ta áp dụng theo cái gì, và chúng ta bị những cái vấn đề vướng mắc như thế nào, đúng không ạ? Như vậy thì thậm chí là nó còn có cả cái biểu đồ liên quan đến văn bản liên quan cùng nội dung. Và thường xuyên là chẳng hạn như mỗi tuần, chẳng hạn như khi khi mà Huyền đảm nhiệm cái vai trò là trưởng phòng pháp chế của trường, thì mỗi tuần đều có cái trách nhiệm bên phòng và các chuyên viên được phân công, cũng có trách nhiệm văn bản nào cập nhật có liên quan đến văn bản nào thay thế văn bản nào, liên quan đến phòng ban nào mình phải gửi đến để cho phòng chức năng đó biết và cập nhật và thay thế và điều chỉnh kịp thời những cái văn bản nội bộ cho nó phù hợp, cho đảm bảo tất cả các hoạt động của chúng ta trong bảo đảm chất lượng, tuân thủ theo những cái quy định pháp luật hiện hành, không trái với những văn bản quy định pháp luật hiện hành. Thì cái đó là cái việc gọi là cần thiết, cực kỳ là quan trọng ha. Và thì như vậy thì cái bộ phận pháp chế chúng ta phải phát huy ra được cái vai trò và cái chức năng của mình để mà có thể hỗ trợ cho những cái hoạt động về bảo đảm chất lượng của trường của mình vận hành trong toàn bộ hoạt động theo theo đúng quy định pháp luật. Còn là khi mà các cơ quan quản lý nhà nước ban hành nhiều văn bản, thì nhiều văn bản đó là nhằm mục đích là để cho bao phủ được hết những cái nội dung của các hoạt động. Và chúng ta cũng thấy là nước chúng ta là theo quy định pháp luật hành văn, cho nên thành ra là
có những cái mà trong cái quá trình cập nhật và trong cái trên thực tế nó có sự thay đổi, và thì sẽ cần phải ban hành những cái văn bản mới để mà có thể cập nhật nó đáp ứng đúng với cái bối cảnh phát triển trên thực tế. Nên chuyện mà ban hành nhiều văn bản là chuyện mà chúng ta kỳ vọng nó sẽ xảy ra, chứ còn nếu mà không xảy ra mà vẫn một cái văn bản đó giữ hoài á thì chúng ta lại rất là khó để triển khai, đặc biệt ở trong cái bối cảnh về tự chủ giáo dục đại học hiện nay mà chúng ta đang hướng tới và thực hiện rất nhiều của các cơ sở giáo dục đại học.